Xin chào mọi người đã trở lại với kênh Cái Cảnh Hòa Chuyện Miền Tây của mình. Đây mình có một bầy neon khoảng tầm 40 con nha. Bữa nay mình làm một clip nói sơ sơ về dòng neon này. Một loài cá cực kỳ xinh đẹp nha. Anh em nào chơi thí sinh thì không thể bỏ qua cái dòng cá này. Cái cá này nuôi thì nó lội theo bầy rất là đẹp, đặc biệt là cái màu xanh trên mình đó, rất là óng ánh. Khi mình tắt đèn này hay mở đèn LED hay điện thoại lên thì đây, mình mở đèn LED điện thoại lên thì cái màu rất là chói nha. Trong khi tắt đèn thì nó cái màu cũng cực kỳ hấp dẫn luôn. Mình tắt đèn thử cho anh em xem nè, thấy không, tắt đèn màu cũng óng ánh luôn. Bữa nay mình có ý định là sinh sản cái dòng cá này. Mình cũng chưa có sinh sản cái dòng này lần nào luôn. Bữa nay mình sẽ áp dụng cái cách mình thường hay đẻ cá ngựa vằn, áp dụng cho nó. Không biết có thành công hay không, nhưng mà mình sẽ cố gắng. Đối với cái dòng cá này thì nó đẻ trứng, và mình được biết thì nó đẻ trứng dính, có nghĩa là nó đẻ xuống rớt trứng xuống thành bể thì nó dính vô thành bể, dính vô gông thì dính vô gông, chứ nó không phải là loại đẻ trứng nổi giống như cá lê thia hay là trứng bán trôi nổi. Có nghĩa là trứng bán trôi nổi là trứng nó lơ lửng trong nước, nó không dính mà nó cũng không nổi luôn, người ta gọi là trứng bán trôi nổi. Đối với cái dòng này thì nó đẻ ra thì nó không có giữ con. Do đó thì mình cũng áp dụng cái cách mình thường hay sinh sản cá sọc ngựa. Và trước khi đẻ nó thì mình sẽ lựa ra cá mái mình nuôi riêng một thời gian, và cá trống mình cũng nuôi riêng một thời gian luôn. Và sau đó mình sẽ thả chung lại với nhau. Cái này thì mình thường cho ăn ATM với thức ăn nhuyễn. Ở trong đây cái bể này mình nuôi toàn oxy không mà không có xài cái hệ thống lọc nào cả. Đây mình thả ATM xuống cho anh em xem. Cái loài này rất là năng động nha. Này ATM sống không nha. Đây đang rất là mạnh. Cái con này thì giá thị trường rất là rẻ nha mọi người, tầm 4-5 ngàn một con thôi. Cái này nếu mà lựa cá mái và cá trống thì mình phải nhìn cho kỹ nha. Để con cá mái thì cái bụng nó nói chung là hơi no hơn con cá trống, còn cá trống thì cái bụng nó thon và dài. Nói chung là cái góc quay gần hậu môn đó, nó sẽ nhọn dài ra. Nói chung anh em chịu khó quan sát thì sẽ phát hiện được con nào là con cá trống và con cá mái. Lúc đó mình sẽ nuôi riêng. Thông thường đối với mấy cái dòng mà đẻ trứng như thế này thì mình sẽ lựa thì tỷ lệ là được cái là khác nhau, có nghĩa là mình lựa một con cái thì sẽ là hai con đực. Do đó mình muốn nuôi cho sinh sản 5 con cái thì mình sẽ lựa tới 10 con đực lận nuôi riêng. Rồi sau đó mình sẽ thả chung lại sinh sản luôn. Cái đó là cái cách mình hay thường sinh sản cá sọc ngựa. Để mình lựa thử một vài con cho anh em xem luôn nha. Anh em nào có cái cách sinh sản nào khác có thể chia sẻ dưới comment, mình cũng có thể áp dụng luôn cũng được. Hoặc một số anh em nào có đẻ con này rồi thì có thể chia sẻ kinh nghiệm luôn.
Đây là lần đầu tiên mình cho sinh sản cái dòng này luôn nha. Nói chung không biết kết quả như thế nào, nhưng mà mình cố gắng, nếu mà lần này không thành công mình cố gắng đẻ lần thứ hai. Tại vì đối với những cái dòng mà đẻ trứng như thế này, mình nuôi cá đực và cá mái riêng á, thì sau một thời gian thì mình sẽ chủ động được cái thời gian sinh sản hơn, mình sẽ biết nó đẻ giác nào. Còn nếu mà mình nuôi chung thì nó đẻ bất lình mình cũng không xác định được. Đây mình lựa khoảng tầm đây một con cá bụng khá to này. Muốn nóc luôn. Rồi mình lựa xong mình quay sát vô cho anh em xem nha. Lội quá trời luôn. Đây. Con cá trong vật. À, bụng tròn vo luôn nè. Rồi, lọt ra ngoài. Cái này đẻ theo kiểu nghiệp dư nha, chứ không phải chuyên nghiệp. Nói chung cũng chưa tới nghiệp dư nổi nha, tại vì chưa có sinh sản cái dòng này lần nào luôn, chỉ mới nuôi được thôi. Chứ nhiều khi đem về mà nó bị nấm hay gì đó, chữa con này cũng khó luôn nha, dễ bị chết rồi, tại nó quá nhỏ. Có khi đem về trong bọc mà nó đã bị hao rồi. Do đó một số anh em nuôi cái dòng này cũng ngại, mặc dù giá thành của cái con này cũng khá rẻ luôn. Rồi mình bắt ra một con mái nè, nó bụng ốc nóc luôn. Cái này mình nghĩ là nuôi khoảng 2 tuần nữa mới cho nó sinh sản được. Mình thả qua chung với mấy con cá bảy màu bên đây nè. Nuôi chừng nào cho nó căng lên rồi mình quá chừng nó lội luôn. Con này lội theo bầy rất là nhanh luôn. Anh em nuôi thủy sinh là tuyệt vời. Đây mình lựa nãy giờ mới được có hai con cá mái rồi mới thả vô đó. Đây một con cá mái đây nè, một con cá mái, một con cá trống luôn nè. Vớt được hai con, đây hai con là bốn con. Đó mình lựa tổng cộng 5 con cá mái thôi, 5 con cá mái, mỗi một con nó đẻ cũng khá khá đó. Theo mình tìm hiểu một con đó, nếu mà con tơ nó đẻ cũng gần cả 100 trứng. Nếu hai con cá mái thì mình sẽ lựa 10 con trống nha, 10 con trống nuôi riêng luôn, nó không được nuôi chung trong đây. Nuôi chung trong đây thì nó sẽ không kích thích sinh sản lúc mà mình thả chung với nhau. Rồi mình sẽ nuôi 5 con cá mái bên đây riêng nha. Rồi sau đó ngày mai mình sẽ lựa 5 con cá trống mình nuôi một cái, ủa 10 con cá trống chứ, nuôi trong một cái hồ riêng, cũng bố trí oxy bình thường. Anh em thấy trong đây cặn tùm lum nè, và trong đây là mấy cái trứng, vỏ trứng của Artemy thôi. Môi trường nước trong đây cũng khá ổn định nha. Trong đây là con nào thấy cũng mạnh khỏe hết. Nếu mà nước đây không tốt thì sẽ có một vài con nó bị đờ đờ hoặc nó bị nấm liền. Con này rất là nhạy cảm với nước luôn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Mình sẽ quay
tiếp tục thông tin cái quá trình mình sinh sản cái con này như thế nào luôn. Anh em nào có xem kênh thì đăng ký kênh ủng hộ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn.